Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu cho anh ta, cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được lan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có ánh sáng và có bóng tối. Có những người khỏe mạnh, có những người bị đau yếu. Có những người giàu và có những người nghèo. Luôn luôn có hai mặt. Mỗi người chúng ta sinh ra hoặc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này là để trang hoàng, để trang hoàng, để làm cho ánh sáng hay làm cho bóng tối tốt đẹp. Người khỏe mạnh biết quan tâm thông tin những người già. Những người giàu có biết chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống là chúng ta đang làm việc đó. Hôm nay Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người để làm những điều đó. Ngài đến để mang lại bình an, hạnh phúc cho con người, đặc biệt là những người khốn cùng. Hôm nay Chúa Giêsu thấy một bà mẹ, một người mẹ quá đau khổ, đưa đứa con duy nhất của mình đi chôn. Một sự đau khổ tột cùng. Ai sẽ làm cho bà có thể vui được? Ai sẽ mang lại bình an, hạnh phúc cho bà? Thưa Chúa Giêsu, hôm nay Chúa Giêsu thấy và Ngài bảo người ta cứ dừng lại đi. Và Ngài đã cứu sống đứa con trai duy nhất của người bà quá. Ngài đem lại niềm vui, trả lại hạnh phúc cho người mẹ đang đau khổ. Chúng ta đang làm một việc cũng tương tự như Chúa Giêsu. Chúng ta đang đến với giáo xứ đã dựng này để trao ban tình yêu thương, sự quan tâm, thăm viếng, san sẻ bớt một chút nào đó cái sự khó khăn cho những người khó khăn tại giáo xứ đã dựng này. Tất nhiên còn nhiều mảnh đời bất hạnh, không những tại đây mà còn khắp nơi trên thế giới này. Mỗi người chúng ta đang làm công việc của Thiên Chúa, làm cho sự đau khổ bớt đi, đem tình yêu thương, sự an đêm cho những anh em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Gia đình đặc biệt chúng ta đang làm điều đó. Và xin Chúa cho mọi người chúng ta trở thành những tông đồ của Chúa, mang tình yêu thương để sẻ chia cho những ai đang còn bất hạnh, khổ đau, đón nhận nào đó, làm vơi đi bớt cái phần nào đó sự khó khăn và thiếu thốn, mang bình an, sự quan tâm. Xin Chúa chúc lành cho hội mỗi ngày thêm những tâm đồ trao ban tình yêu thương của Chúa đến cho những anh.